Dạ, chú này rồi vậy thôi đừng nói chuyện. Xin chào quý cô chú anh chị, mình đang đi trên đường gặp cái em này đang bán vé số. Em nói hoàn cảnh của em rất là khó khăn, chồng bị tai nạn và đau bệnh gì đó mà không đi làm được, cũng đi bán vé số luôn. Để mình mới ghé vào nhà thì thấy cái nhà đúc rồi quý vị. Mà em nói này, em ở đậu gì đó rồi để mình tìm hiểu thật sự như thế nào. Cái này mình không biết là địa chỉ ở đâu nữa. Chào em có thể giới thiệu địa chỉ mình ở đâu được không? Dạ, địa chỉ đây Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung ạ. Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Rồi em gặp gặp mấy anh ở trên đường á. Em nói hoàn cảnh em như thế nào đó, em có thể thực lại rồi cho quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rồi được không? Dạ, hoàn cảnh em thì cũng như em có bốn đứa con, mà chồng em cũng như đi làm rồi cái té đó, bị tai nạn té, giờ bên vai này nó bị tổn thương rồi, giờ rồi cái bắt đầu cái anh không có đi màng nổi nữa. Rồi em dạ. Rồi cái con em thì ba bốn đứa này nè, là ba đứa này nó giật rồi. Nó giật là giật sao? Dạ là bị co giật, bị phong á anh. Cái Phan cái giới thiệu bệnh, em nhiêu tuổi vậy, chồng em nhiêu tuổi vậy? Dạ em năm nay 28 tuổi, chồng em 35 tuổi. Em tên gì, chồng em tên gì? Dạ chồng em tên Bùi Văn Sung, còn em tên Trương Thị Hằng. Em có nói em có bốn đứa con. Dạ em có bốn đứa con. Bị bệnh hết mấy đứa? Dạ bị bệnh hết ba đứa nó giật. Giật là giật sao em? Dạ nó co giật, người ta kêu động kinh đó anh. Nó gọi bị giật kinh phong á ha. Dạ kinh phong á. Rồi em có hướng điều trị cho em? Dạ em điều trị mà không được, tại vì cái này di truyền. Di truyền hả? Dạ. Có vụ đó nữa hả? Dạ. Rồi con em mới qua bên viện ông bầu, em lấy thuốc động kinh hàng tháng anh. Vậy hả? Dạ. Uống thấy bớt mà. Dạ uống thì nó không giật nữa, nếu mà em ngưng thuốc lại giật. Em có bốn đứa con mà, đứa lớn nhiều tuổi, đứa nhỏ nhiều tuổi à? Dạ đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, đứa nhỏ nữa thì 4 tuổi. Bốn đứa con là dạ. Đứa lớn mấy đứa này là bốn đứa luôn nè. Dạ bốn đứa luôn đó. Còn đứa nhỏ thì 12 tháng. Con. Rồi đó là chồng của em đó hả? Dạ chồng em đó. Em hai ông bà lại ngồi dặn nói chuyện. Đây nè. Con. Mới mới lại ba. Đây cô chú anh chị, hai vợ chồng tuy trẻ nhưng mà bị bệnh tật á, không có khả năng lao động được, nên là chồng thì bị thương tật nè, đi làm bị té té giành giáo hả? Té nên là bị thương nên không có đi leo làm xuống được, là mất sức lao động á. Thì con thì đông nên không có khả năng để mà lo chăm lo cho con cái được, nên là muốn nhờ các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ được cho em, cho gia đình em, để cho gia đình em qua những cơn khó khăn này nghe cô chú anh chị. Rồi em trai em có gì nói với khán giả không em? Dạ mà em xin có ai mà giúp đỡ em xin cảm ơn. Rồi em cảm ơn, có gì em cứ nói lên đi, rồi có nếu mà có mạnh thường quân, có cái nhà hảo tâm giúp đỡ thì em cứ nói lớn lên cho. Qua đây nè con. Con ngồi đây con. Nhà hảo quân. Cho ba vào cái gì vậy? Dạ em đi xin lỗi mà các nhà hảo tâm lên con. Ngồi đây con. Em xin các nhà hảo tâm em mà giúp đỡ cho em giờ em bị tai nạn rồi, giờ em làm hết nổi rồi. Giờ mà em đi bán số cho lo cho vợ con em với mà con em. Rồi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em cảm ơn nhiều. Cô chú anh chị, những con nhiều nhóc luôn cô chú anh chị. Thực ra là ví dụ như một mình một vợ một chồng mà hai đứa con thì cũng có thể mà mình dán mình chăm lo được, nhưng mà ở đây tới bốn người con thôi cô chú anh chị nè. Đây, cái khả năng mà lo thì chắc cũng hơi bị đuối đó cô chú anh chị. Nhà này có ai vậy? Dạ nhà này của mẹ chồng em. Em có nhà rồi, em không có nhà. Dạ ông bà đó lại. Rồi bây giờ trước tiên á thì tụi anh quay lên đây á,
thì có quý cô chú anh chị mạnh thường quân nào giúp đỡ đó là cái chuyện sau này. Dạ. Bây giờ trước tiên thì em kể là chồng em bị bệnh phải không? Dạ. Anh sẽ cho thuốc rượu. Dạ. Đây thuốc rượu đây. Rồi anh chỉ cho cách. Em phải mua cái chai mà xịt xịt đó, bớt xịt biết không? Dạ biết. Chai đó hình như 10 mấy ngàn chai nhỏ nhỏ. Dạ. Là cái thuốc này nó rất là hiếm. Còn không có làm gì. Thuốc này chỉ có anh sản xuất thôi. Dạ. Em có coi cái clip của bà cụ 82 tuổi bán số của xứ này không? Là anh quay đó. Là thuốc này của bà cụ đang là xài đó. Dạ. Có coi phải không? Dạ. Là cái giò bà cụ là hết sưng đó, em biết rồi phải không? Hết sưng rồi. Ừ. Là cái thuốc này nè. Dạ. Của anh rất là hiếm, là tại vì ngâm rất thời gian rất là lâu. Dạ. Có Bắc và Nam, em mua cái chai đó đó. Dạ. Em xịt vô cái chỗ nào đau của chồng em á. Dạ. Từ từ chồng em sẽ hết. Dạ. Là đi làm đỡ bình thường. Dạ. Rất là hiếm nè. Dạ em cảm ơn anh giúp đỡ giùm em. Dạ. Đúng rồi, tôi đau khớp vậy tôi xin miếng tôi xịt vô được không chú? Thì chừng nữa gì xịt ké với em á. Cái này thuốc này rất là hiếm gì. Dạ. Kinh phí rất là tốn. Và chia sẻ là những hoàn cảnh khó khăn con mới chia sẻ thôi. Những người đó nói thiệt luôn, những người có tiền là con lấy tiền lại. Dạ. Tại lấy tiền lại đặng có thuốc đặng mua lại. Dạ. Chứ không ai tài trợ con suốt đời đâu. Dạ. Những hoàn cảnh khó khăn gì thì con cho. Quá khổ quá. Dạ. Bây giờ trước tiên là vậy đi, còn dạ. Dạ. Dì vô đây ngồi luôn nói chuyện luôn đi dì. Tôi cũng đi bán vé số. Mà hai cái khớp tôi thì nó đau, nó sưng như gì nè. Dì à, dì là mẹ mẹ chồng của cô này, là nãy nãy cô này. Em nói tên gì? Em tên Hằng. À, mẹ chồng của em Hằng. Là mẹ của em đó là tên gì? Em tên gì? Là tên Sưng hả? Sung. Là mẹ của em Sung. Mẹ của em Sung. Dạ. Mà cháu Sung rồi cũng như là nó bị tai nạn gì đó rồi cái mất lao động nó cũng đi bán số. Tụi con biết rồi. Dạ. Vì nói gì vậy, bị bệnh hay sao? Dạ, sưng dưới vậy? Khớp này sưng nè, khớp từ đây đến đây. À, sao gì sưng dưới vậy? Cũng như là cũng 9-10 năm nay rồi, khớp 9-10 năm nay rồi. Tôi bị tiểu đường rồi lên máu rồi khớp rồi bị bệnh dây thần kinh đó, động kinh nữa. Dạ. Cũng dây thần kinh đó, nó miễn uống thuốc thì nó ấy, còn không uống thuốc từ đây nãy giật lên vì vì đang uống thuốc tây nhiều quá. Dạ, vì dùng thuốc tây quá nhiều rồi. Dạ dạ dạ, không uống thì chịu không nổi con, cái đó con biết con mà đi bán được. Thì dạ. Trước tiên á thì con sẽ chia sẻ cho dì cách trị bệnh cho dì. Dạ. Cái cô gì em gì? Dạ em Hằng. Hằng. Em coi cái clip của bà cụ em đã biết gì anh chị bệnh rồi đó. Dạ. Chia sẻ cho cách về gì chị bệnh. Dạ. Thì nếu gì tin con thì gì cứ làm theo. Tin thằng ơi, tin mới sao, lắm. Sao gì biết tin? Sao gì biết con chị bệnh? Như là tôi nói chú là chú nói như vậy bà cụ mà bá hết vậy là tôi tin bà rồi. Bà cụ gì có coi không mà gì biết? Không. Không, nhưng mà cháu nó có câu có rồi coi hả? Nó nói lại. Bà cụ rất là nổi tiếng á. Giờ bà đi được luôn rồi, bà đi bớt rồi. Con là người chị bệnh cái giò cho bà cụ đó. Ừ. Lâu rồi con đâu có cho thuốc nữa, tại vì bà cụ hết bệnh rồi. Tôi không biết mấy chú chị nhưng mà cái cháu nó độc đó. Dạ. Rồi tôi nói, tại bây giờ tôi cũng là hàng tháng tôi đi lãnh thuốc ở bên bệnh viện. Dạ. Uống là mà chỉ là nó uống thì nó đỡ, còn uống thì nó lên đường. Em lấy cây viết ghi thuốc đi, em chỉ cho thuốc bắc mua cho gì rồi giải quyết cái vấn đề gì bị bệnh lên máu rồi cho. Mua không có nhiều tiền chứ cứ ghi đi. Còn lấy cái tập này lại rồi lấy thuốc này là xịt chung với cái giò của dì luôn. Cứ mua cái chai đó xịt nha, đặng đừng bớt bớt đặng nó không có hao thuốc cái gì. Chứ gì uống thuốc tây nhiều quá rồi. Uống càng uống. Dạ con biết mà, con nhìn con biết mà. Uống thuốc tây càng rồi càng ngày cái đầu càng phan tả diệp, càng ngày càng lậm vô. Rồi con người nó sưng cái đó. Phan tả diệp em ghi vô. Khoan tả diệp. Khoan. Em cũng dốt rồi nè. Khoan tả diệp. Hổ khoan. Tả diệp. Diệp hay là diệp anh? Giảm diệp nặng diệp á. Đi ơi bếp giảm diệp nặng diệp. Anh sao anh? Anh ghi mẹ em coi. Cũng dốt. Vì diệp á. Vì mua 100 gram. Vì về chia ra 50 gram. Ly cà phê gì nấu cho con 3 ly. Rồi. Nấu sôi để nguội. Thì đó đang dặn đó.
mua 100g. Chia làm 2 là 50g. 3 ly cà phê nấu sôi để nguội. Dạ. Nấu sôi 50g à. Là uống trong một ngày, bữa sau uống y vậy đặng sổ với ruột có gì ra. Dạ. Anh đọc tình trọng mà ổng chưa viết. Đâu có gì đâu, có nhiêu đó hả? Có nhiêu đó. Dặn sổ ra, rồi dì mua hộp gà dì uống vô cho con. Dạ. Hộp gà của mình á, dì uống bằng dưới cái bể ấp á, uống sống luôn nha. Dạ. Rồi từ cái giò dì hết nhất với sức cái này nè, là dì mới hết bệnh được. Cảm ơn chú. Em nói cũng vậy nữa, em cũng uống hộp gà luôn, mà em không có xỉu nữa, em bị thiếu máu á. Em đang bị thiếu máu trầm trọng á, chứ em bị bệnh. Nó tê mấy cái giò này nè, cho tê chú con nó ốm luôn. Thì vì khí huyết lưu thông nó, vì sổ qua đi rồi từ gì nó khỏe lại. Dạ. Thì vì cứ làm gì đi, vì đừng có suy nghĩ gì, không ai trị được gì đâu. Dạ. Vì cứ làm gì thì từ gì mới bớt, có nghĩa là nó bệnh không phát triển nữa. Rồi muốn hết bệnh luôn nữa, nó có nhiều cái để phức tạp lắm, con không có làm được, cũng làm được nữa nhưng mà dì không có làm nữa, khả năng làm được, nhưng mà chị cái đó là dì đã khỏe lắm rồi. Dì cứ làm gì đi, sổ 500g không khỏe, sổ thêm 100g nữa, cứ sổ gì đi. Cái gì mà ở chỗ chùa Sẻ Tre, chỗ có chồng bán chạy xe ra đầu đó, cũng sổ thuốc đó nhiều lắm đó, mà dì phải khỏe. À cũng như sổ vậy đi bán số bình thường hết chứ. Đúng rồi, dì đi bán thì đi tới đi cầu, mình biết mà chỗ cầu mình đi bình thường đâu sao. Vì không sổ ra là từ gì mệt không còn khả năng bán số nữa. Không có, cũng như muốn nếu vậy thì tôi đi vòng. Dạ, đúng rồi. Nếu mà mình uống á, khi mình uống thì mình biết những ngày đó mình uống mình đi gần thôi. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà gì không chỉ bệnh thì sau này gì không còn khả năng đi, con biết. Nó giống như vậy, nó bị phù này đó. Uống thuốc tây á. Thuốc tây nhiều giữ nước á. Dạ. Em trai. Dạ. Em ra đây anh chỉ cho cách điều trị cái tay nè. Em nè. Em đứng lên đi. Em đứng lên đi. Anh chỉ cho em cái cách của dịch trên kinh của gạt ma đại sư á. Rồi em chỉ để tay xuống này nè, em lắc nhẹ này nè, lắc hai tay luôn, rồi xong bắt đầu từ bắt đầu cứ để cho nó tự lắc ha, nó tự lắc bắt đầu nâng cao nó, bắt đầu tự lắc chứ không khỏi cần phải là tập mạnh ha, là từ cái khớp á, từ cái khớp nó sẽ từ nó sẽ thuyên giảm ha. Cái đó là chỉ có tập thể dục thôi, chứ mình điều trị thuốc bây giờ giống như kiểu nó lần rồi. Em rồi em có anh Phương cho thuốc phao bóp á, em cứ tập vậy đó, tập ngày nào cũng tập chứ, mà chỉ ít nhất khoảng 30 phút. À, nếu mà có sức khỏe thì mình càng tập càng tốt. Nhưng thì em cứ tập thể dục á, ha, là buổi sáng mai hoặc buổi tối trước khi đi ngủ á, mình tập 30 phút. Thì em cứ tập đi. Thì bây giờ cho thuốc em rồi đó, với tập với phối hợp với hộp gà là em hết. Tập thể dục nha. À, tập thể dục buổi tối trước khi đi ngủ á, là mình tập khoảng 30 phút, nó tùy theo cái khả năng của mình á. Ví dụ mình tập 30 phút là khi nào mà cái tay nó mỏi quá mình hãy ngưng vậy ha, mình phải tập thể dục nhưng mà phải uống hộp gà được. Thứ gà thứ nhất là cung cấp canxi chất bổ cho em, với có chất nhờn mấy cái khớp này nè, nó không bị ma sát, nó không bị viêm nữa. Cái hộp gà là cái quan trọng nhất, cứ làm gì đi, hộp gà không tốn nhiều tiền chứ á, uống thuốc tây hoài từ là thua rồi. Có gì đi. Thôi, coi video này anh cũng mới biết được cái hoàn cảnh của hai vợ chồng với cả gia đình, con cái thì cũng bị bệnh tật, nên là anh mong rằng là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ cho gia đình hai em. Anh mong là hai em có một cuộc sống nó sẽ đỡ vất vả hơn, rồi hẹn mấy em lần sau ha, có gì mình gặp lại ha. Mình gặp lại thôi. Rồi, chào tạm biệt em nghe. Rồi mình cũng xin kết thúc video về gia đình của hai em tại đây quý vị. Và mà anh cũng mong cầu cho hai em có được cái nhà hảo tâm mạnh thường quân nào để ý và có sự giúp đỡ nào đó để cho gia đình em bớt cái sự vất vả hơn ha. Rồi xin tạm biệt và quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe ha. Bye bye, xin tạm biệt.